Rồi anh chào em, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh LTK Bonsai ha. Rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị gần xa trên mỗi miền đất nước ha. Em tên Tèo, ấp An Phú Đông, Nhân Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng ha. Muốn giao lưu cùng cô chú anh chị gần xa là qua giấy, rồi chứng thủy, nhật quế ha. Có tứ quý nè cô chú anh chị, với có cây hành tiếu ha, vú sữa với có cây mặn ha. Rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị gần xa ha. Số điện thoại của em là 0964 752 090, địa chỉ An Phú Đông, Nhân Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng. Rất mong được sự ủng hộ của chú gần xa ha. Rồi em vô cây số 1. Cây số 1 là cây mai chiến thủy lá chung ha. Lá chung. Chiến thủy lá chung cô chú anh chị. Cây này cây trực cô chú anh chị, trực pin ha, có con cây 1 cô chú anh chị ơi. Rồi cây số 1 lấy cây bút da đen. Da đen. Cây số 1. Rồi đem đo này ha. Rồi cái quanh này như 42. 42 cô chú anh chị. Chiều cao. Chiều cao 44 cô chú anh chị ơi, là cây số 1 ha. Rồi cây này có giá 1.200.000 cô chú anh chị. Đọt nhỏ xíu. Đọt nhỏ xíu à. Đọt còn chút xíu xíu rồi, đọt đây đo cái đọt cái. Rồi còn 16 à. Rồi. Chắc lên. Để chẳng được đi không. Rồi, tới cây số 2, cây số 2 cũng chung luôn cô chú anh chị ơi. Cây số 2 ha. Chung nu mai chiến thủy da đen chung nu ha, nó có phơm tàn ha. Đây rồi đó, em cũng gọc mấy cái nút này hết trơn cô chú anh chị, nó nhiều quá em gọc bỏ bớt cô chú anh chị ơi. Rồi em đo chiều cao, chiều cao 50, chiều cao 55, hoành cây ha, hoành cây 45 cô chú anh chị, hoành cây 45. Rồi cây số 2 có giá 1.200.000 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi đổi cây. Rồi tới cây số 3. Cây số 3 là chiến thủy kim giòn cô chú anh chị. Kim giòn ha. Nó có làm như ở đây nó đó, nó mọc lên hai cây nó quấn với nhau cô chú anh chị. Cây kim giòn. Rồi đem đo chiều cao. Chiều cao 50. Hoành cây cũng 50 cô chú anh chị. Đo nguyên cục này ha. Quá siêu rẻ luôn. Rồi cây số 3 này, cây kim giòn có giá là 800.000 cô chú anh chị. Rồi. Rồi rồi. Rồi cũng còn cây kim giòn luôn ha. Cây kim giòn cây số 4 ha. Số 4. Kim giòn luôn. Cây số 4 lên đi. Đây nè. Rồi cây số 4. Cây này cũng trực pin luôn cô chú anh chị ơi. Giật bút măng pin nè. Rồi em đo chiều cao ha. Chiều cao là 55. Chiều cao 55. Kim giòn cô chú anh chị. Quần này nó 48. Còn nguyên cái này dám coi 150 à. Rồi 150. Cổ đế. Rồi cây số 4 nó có giá 3.200.000 cô chú anh chị. Rồi tới cây số 5. Cây số 5 luôn cô chú anh chị ơi. Như cái hòn. Như cái hòn. Cây này kêu như đậu lăng nha cô chú anh chị. Nó cũng có dáng hút hồn của chú anh chị ơi. Cây này mai chiến thủy da xanh cô chú anh chị. Cây này nó già mà nó rút thằng này lên nè. Nó rút lên nó trơn nè. Ở đây là không có bị lủng, bị mục, bị lũ hết trơn ha. Nó chỉ lên này cái cục nạc nó gì ha. Nè em ơi ha, coi cô chú anh chị coi giùm em ha. Nè qua đây cái gì ha. Đó. Rồi giờ em đo một vị trí đi. Đo cái này cái cây. Giờ em đo cái cục này đi. Đây, cục này dưới này đi. Dưới không? Rồi. Cục cái này là nó 79 cô chú anh chị. Nàng hồi đến này cũng được đó, đến đại đi lộn xộn cũng được. Đó. 79. Em đo cục cái này ha. Nguyên cục này ha. Rồi cái này nó cỡ 180 của chú anh chị, có dướng gì không? Cỡ 180 của chú anh chị. Tham khảo 180, chiều cao. Chiều cao nó 56. Rồi cây số 5 này có giá 8.500.000 của chú anh chị ơi. Mai chiếu thủy da xanh của chú anh chị. Nguyên cục nạc coi nè. Coi. Thơm luôn em. Coi nè. Nó cục quá trời cái cục.
nó liền sẹo, không có bị hư gì hết nghe cô chú anh chị. Nó bo bị một miếng chỗ này không sao, vẫn đang mo vô đó. Rồi rồi tới cây số 6, cây số 6 cây hoa giấy sát pháo nằm chậu, cây nằm chậu em không quắn à. Chừng nào em có đi cây này thì em quắn lại cho cô chú anh chị ha, tại em để gì cho cô chú tham khảo coi cái vàng đế đó nha. Lúc bứng nó bể chậu gai đó, rồi mình để cái chậu rồi luôn, rồi chừng nào đi rồi em vô sơ dừa em quắn lại cho kính đàng hoàng cho cô chú anh chị yên tâm. Rồi để em đo chiều cao, chiều cao này nó 98. Giờ cây này cái hoành gì phải đo hoành trên đây ha, đây là đo trên đây luôn nghe cô chú anh chị ơi, tại vì cái cây nó quẹo quẹo mình đo khó đo quá. 54, còn cái cục này là 150 cô chú anh chị. Vàng đế, cây này nó có lũa nó cháy da trên đây nghe cô chú anh chị ơi, mà cái loại cây này nó lâu năm mà nó phải vậy. Dưới đây ha, nó cũng có lũa đây ha, lũa trên đây ha, chừng nào có đi kêu em chét em xảm lại cũng vậy ha. Tới hết trơn rồi, làm hết trơn rồi. Cây số 6 này có giá là 4.500.000 luôn cô chú anh chị ơi. Cây nè, một cái ôm vàng đế em bỏ về cho cô chú coi nè, cho thấy cái bộ đế cho em bó rồi thì nó mắc thằng này rồi. Rồi chừng nào em đi là em quắn em bó lại hết luôn ha, kỹ càng lại cho không có dập cái gì hết. Rồi rồi tới cây, cây số 7, số 7 luôn cô chú anh chị ơi. Cái này như chiếc thuyền, cái này là như là hụt dĩa hụt sầu vậy cô chú anh chị. Để quay ngỡ quay lộn ha, nó ra liền bẻ hết trơn cô chú anh chị ơi, chứ không phải mà nó ấy nha, không phải mà chặt vô nó tới đó nó bấm xuống hết trơn. Cái này mình chơi theo kiểu là thuận bơm xuôi gió. Thuận bơm xuôi gió luôn nè, nó có cái chuyến đi luôn nè. Cây này cũng là cây da xanh của chú anh chị, nó có ăn cặp đó, nhà của ông cụ có ăn cặp. Này là bụi gừng thuận bơm xuôi gió cũng được luôn. Dán dốc của chú anh chị xuống ha, nó đưa xuống không ha. Nó liền mấy này ha, càng này nó nhảy liền này liền tới luôn ha, chứ không phải mà cái cây một cây mà thẳng thẳng lên ha, nó liền luôn. Nó liền bể đó, cái này liền bể đó. Rồi đem đo chiều cao, chiều cao 60. Cái này giờ em đo chiều cao 60, giờ em đo nguyên cái cũ này đi. Nguyên cái vàng đế này ha. Đó, vàng đế cô chú anh chị coi ha. Đây là một thước rồi ha. Đây nữa là cái này nó là 2m22 cô chú anh chị ơi. Nguyên cục này đó là 2m22 á. Đây. Đó. Rồi cây này cũng có giá 8.500.000 đó cô chú anh chị. Em bao 300 cây số nha. Mấy cây này nặng quá. Rồi, đổi cây tới cây số 8. Số 8 là sắt pháo cô chú anh chị. Đó. Cây sát pháo của chú anh chị ơi. Đó. Rồi em đo chiều cao ha. Chiều cao này 1,5 m của chú anh chị. Tại đằng này rẽ trên đây rồi em đo trên này ha. Rồi này nó 43. Rồi cây sát pháo số 8 này 43. Cái giá là 2.700.000. Móc được sự ủng hộ của chú anh chị gần xa ha. Rồi tới cây số 9, số 9 luôn cô chú anh chị ơi, cũng là hoa giấy sắt pháo luôn ha. Cây này nó có lũa chỗ này cô chú anh chị, em làm tới thịt ha. Nếu mà cô chú anh chị ông ngưng thì em chét cho bít lại luôn. Cái này nè, chét cho bít lại luôn cô chú anh chị ơi. Cục đế nó đẹp rồi đó, ông trồng trong cái xô á, giờ trong đây nó còn nè. Bởi vì mới quắn được cái vàng rễ này. Rồi, chiều cao 50. Cành bay 37. Này nó 47. Quanh neo 47. Còn cục này 116. Rồi, cây số 9 sắt pháo này, cây này giá 2.200.000 luôn cô chú anh chị. Rồi tới cây sát pháo số 11,
Kinh cái bàn ở đó. Cây số 10 hả? Rồi cái này cây số 10. Số 10 coi chú anh chị ơi. Đấy, lộn ha. Rồi cây số 10. Thôi nè, Vinh bỏ mấy cái này nè. Cái nhỏ trước đi cho nó lộng lộng. Rồi. Rồi chiều cao này nó 1 mét cô chú anh chị. Cao 1 mét cô chú anh chị ơi. Rồi cái này là nó 55 cô chú anh chị. Cái hoành đó ha, 55. Ồ, 55. Sàn ngang được nhiêu cô chú anh chị coi giùm em luôn ha. 77 cô chú anh chị. Rồi cái số 10 này, cái hoa giấy này ha, có giá là 4.500.000 cô chú anh chị. Rồi tới cây số 11. 11 là cây nguyệt quế lùng lực cô chú anh chị ơi. Đó, cây số 11 ha. Anh em về nó cũng gà hết trơn ha, xịt nó cũng gà chậu hết trơn ha cô chú anh chị coi ha. Mà trong chậu em rút ra nè, của anh ta em rút ra. Có nuôi rút ra rồi, cây lùng lực luôn ha, cây bonsai ha. Rồi chiều cao này 42. Cái quành cây này là đo nó hơi xéo cô chú anh chị. Xéo theo có thằng đó nha, là nó 47. 47 nha chú anh chị. Rồi nguyên cái nồi đấy, lôi vô đây nè. Rồi cái này là 136 cô chú anh chị. Cái cục đế này nè ha, 136 nguyên cái con này nè ha. Rồi cây số 11. Cây số 11 có giá là 2.900.000 cô chú anh chị ơi. Nguyệt quế ha. Rồi tới cây số 12. Số 12 em có một cây nguyệt quế ha, cũng nguyệt quế luôn ha. Nguyệt quế nu ha, nguyệt quế nu cô chú anh chị. Nè nó xù ở đây luôn nè, bên đây thì nó nu. Em quay cho chú cô chú anh chị coi ha. Cây này bán giá hơi cao chút nha cô chú anh chị ơi. Nè mỗi nốt nó nổi lên hết trơn nè, nó phải nên em cũng bán nguyệt quế nhiều nhưng mà nó nhiều loại nha cô chú anh chị coi ha. À, cây nu ít thấy. Rồi để em đo cái chiều cao cây. Chiều cao cây là nó 62. Chiều cành thống bay này nó 86. Còn cục này là nó 53 nha chú anh chị. 53 ha. Tuột dưới này là cũng 53 luôn ha, cũng vậy. Rồi cây số này số 12, cây nguyệt quế 3.700.000 của chú anh chị ơi. Coi là cây xét coi cây cho em ha. Có một cây một nó nu à, đây nhiều cây mà nó không có. Rồi cái cây 13. 13 đó, cây 13. 13 là cũng nguyệt quế ha, lá chung nó cái này đó. Cây nguyệt quế. Rồi. Chiều cao 52. Chiều cao 52. Cục đây cũng 52 cô chú anh chị. Còn nguyên cái khối ở đây thì nó được có 120 cô chú anh chị. Rồi cây này, cây số 13 có giá 1.500.000 cô chú anh chị. Nguyệt quế ha. Rồi. Tới cây số 14. Rồi cây 14. 14 cây nguyệt quế là cô chú anh chị. Cây này cây lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Ừ. Rồi chiều cao là nó 75. Chiều cao 75. Đâm tược hết trơn rồi. Quanh này là nó 64 của chú anh chị. Nó đâm tược hết trơn rồi đó. Bán gút vốn là cô chú anh chị ơi. Rồi cây này giá 3.700.000 nữa cô chú anh chị. Là cho cây số 14 ha.
Rồi tới cây 15. Cây 15 là cây nguyệt quế của chú anh chị. À, nó bự lắm á. Nó ra lá ra lú đẹp lắm. Rồi chiều cao này nó 70. Hoành cây ha. Hoành cây này nó 70 73. Cây này nó có thẹo, em có sảm lên cô chú anh chị. Thẹo là cũng nhỏ cũng lùn rồi chứ không có cao ha, em có nói nha. Cái nào cái mình nói trước cô chú anh chị coi ha, nghe ha. Rồi, cây số 15 này. Cây nguyệt quế đâu ha, có giá 4 triệu 700 ngàn cô chú anh chị ơi. Hoành 7 mấy luôn á, 73 cây bonsai lùng lực luôn cô chú anh chị. Rồi. Kiếm cái nào chim này lên cái. Cây sung. Nó có cây sung. Ừ, sung túc họ khỏi đâu khỏi đâu. Rồi cái số 16 luôn cô chú anh chị, số 16 cái sung ha, cái sung ra lá khỏe hết trơn rồi đó. Rồi đem đo chiều cao. Cái này ông chú không xài rồi giờ nó cây này cũng có lỗ có hang rồi, em có sảm lên hết trơn ha, nhưng mà cây sống khỏe ha. Rồi cái này 100. Chiều cao 100 cô chú anh chị. Rồi cái này nó 60 62. Mấy cái lá nhỏ. Ờ ra lá sung túc có lá nhỏ luôn. Rồi cái cục này đây nó 90. Cũng già. Ừ già dáng dốc rồi nè ha. Có chét mấy cái thẹo này vô cô chú anh chị. Mà cây sống khỏe à. Ok. Rồi cây số 16 có giá 1 triệu 200 ngàn luôn cô chú anh chị. Số điện thoại của tụi em 0964752090, số Zalo luôn cô chú anh chị. Có không gọi chi tiết thì à, không gọi chi tiết cái gì ấy, chụp hình gửi Zalo cô chú anh chị ha. Ưng cây nào thì liên hệ ship tới nhà. Rồi, tới cây số 17 cô chú anh chị, cây mai vàng ha. Em có cây mai vàng một ha. Đó, mai vàng dáng nó siêu siêu ha. Đâm cơ lá lên cho cô chú anh chị sống khỏe ha. Rồi, chiều cao. Chiều cao này nó 70. Quạnh cây này nó 38 cô chú anh chị. 38. Kéo nhựa hết trơn nó nè, nhựa xanh hết trơn. Rồi, để em đo cái quạnh đế cho cô chú anh chị dễ mua chậu đựng vô ha. Rồi, cây này 130, quạnh 130. Rồi, cây số 17 có giá là 2 triệu 200 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. Nó lá sống khỏe nè, em cắt rồi bây giờ nó ra cái nó ra rồi nè. Nè nó ra mới nẻ trơn. Rồi tới cây 18, cây tứ quý của chú anh chị. Cây này cũng nhiều người trả giá nhưng mà không xong ha. Cây 18 có mua ủng hộ cho em cây này luôn cô chú anh chị. Lâu lâu cây tứ quý nè, em ít có bán tứ quý, lâu lâu về được cây. Rồi chiều cao này nó 90. Hoành cây là nó 41 như 40 cô chú anh chị. Một phân hai phân không sao ha. Rồi nguyên cái này miếng hoàng đế dài là nó 127. Đó, cô chú anh chị coi ha, lấy cái đó dục này luôn nè anh Tư. Ừ thì dở lên. Rồi cây tứ quý ha là 3 triệu 700 ngàn cho cây 18. Rồi tới cây 19 là cây hoa hàm tiếu ha. Qua hàm tiếu này ngoài Bắc chơi nhiều cô chú anh chị, nó trong cái thao ha, trong cái thao em để đại trong cái thao luôn ha, em không bẻ ra luôn nè, thấy rõ ràng trong cái thao luôn ha. Có bông có trái gì? Có bông nó thơm lắm, bông nó ra thơm hơn cái nguyệt quế mình đó. Nếu mà anh chị mà coi cái kênh đó thì cô chú anh chị coi bên khu miền Bắc qua hàm tiếu. Rồi để em đo chiều cao. Rồi đúng rồi đó, chỗ đó được. Nó nghiêng á. Rồi chiều cao này nó 120. Cây này nó nhỏ hoành nha cô chú anh chị, chứ không có lớn nha. Qua hàm tiếu này khó kiếm cây lớn lắm, dùng mình đi khó kiếm lắm. Này nó 16 cô chú anh chị. Còn cái cục nó dưới này nữa ha.
đó rồi cắn rồi nó ấy quá, cục này nó 30 cô chú anh chị nè, kéo sát vô là 29, nó nằm trong cái thao á cô chú anh chị coi ha. Cây qua hầm tiếu, cây số này số 19 nè. Rồi cây này có giá 1.200.000 đâu cô chú anh chị. Qua hầm tiếu nó nằm trong cái thao để luôn á, nó con còn rễ gốc dưới đó em để gì luôn. Rồi tới cây số 20, số 20 là cây qua giấy, cây gắt cổng của chú anh chị. Giờ nào em có đi là ba cái lá này là em cắt bớt bỏ cái chị cô chú anh chị ơi, tại vì cái này ra ngoài nó cũng mau lắm. Bầu tưới giữ ẩm không ra cỡ đó ha. Quá trời ha. Nặng lắm. Rồi, hỗ trợ dịnh tiếp đi. Buông rồi, buông. Rồi, đây đó. Chiều cao này 1m5, là nó cỡ 1m, cỡ 2m đó cô chú anh chị. Nó hơi cao quá cây gác cổng. Quành cây nó 62 cô chú anh chị ơi. Làm đó ở trên này ha. Nó ngang cô rễ nằm ở trên đó ha. 62. Rồi cây này cây 20 có giá 6.500.000 nè cô chú anh chị ơi. Sáp pháo ha. Cây hai màu. Trắng đỏ vậy. Ừ, màu trắng với màu đỏ. Rồi. Rồi một em vú sữa. Sữa. Số điện thoại của tụi em là 0964752090 ha. Cũng số Zalo luôn ha. Rồi. Cây vú sữa dáng này nó dáng gì em cũng không biết nha. Nó quái dị ha, rồi lâu lâu em đem về cây giao lưu cô chú anh chị ha. Rồi đem đo chiều dài ha. Chiều dài của cây là 1m5 cô chú anh chị. Còn cái co trên đây lên là nó 86 ha. Ờ à, không thích thì trồng lên. Cây này mà cây này đỡ ngóc đầu lên thì cũng được, nhưng mà để cây mình bứng để gì cô chú anh chị. Lâu lâu rồi nào giờ không có bán vú sữa này. 55 cô chú anh chị, nó xăm một đường này ha. Còn nữa em làm keo rồi ha, nó xăm cứng ha, nó không có gì hết trơn á. Vú sữa lò gèn hồi dưới cái cột này quay tới đây cái thôi cô chú anh chị ơi chứ. Nó cô chú anh chị coi ha. Rồi cây số này số 21 cô chú anh chị. 21 nha. Rồi cây số 21 này có giá là 3.500.000 cô chú anh chị. Rồi em còn cây cây số này số 22. Cây mặn. Mặn ăn, mặn này mặn hồng đầu đá cơ chú anh chị. Còn cây mặn hồng đầu đá nặng quá cô chú anh chị ơi, lên hơi lâu. Rồi quay cô chú anh chị coi ha, tại vì lá lú nó ra vậy ha. Nếu mà cô chú không gõ nét thì em chụp hình cái lúc mà đang bứng cây ha. Đang cái dáng của nó còn vậy ha. Rồi để em đo ha. Cây này nếu mà cô chú anh chị muốn gõ nét đó thì liên hệ với em ha. Rồi em còn cái hình cũ của nó đó, rồi mình đưa cho coi ha, dễ hơn ha. Rồi cái này chiều này lên 1m5 cô chú anh chị ơi. Nó có cái dáng lắc lượng nè, bỏ đẹp quá. Quành cây luôn ha. Quành cây 54 ha cô chú anh chị, 55 tính 54 ha. Rồi cây này có giá 3.500.000 cô chú anh chị. Có gì không gõ nét vợ ra lá lúa hết trơn nè, đang ra lá thêm đây nè. Cái này là bảo đảm là sống rồi. Rồi em còn 3 cây thiên tế cô chú anh chị.
còn ba cây thiên tế là cô chú anh chị ơi, như cây 22 nó cú clip em còn ba cây thiên tế nè. Cô chú anh chị mà có yêu mến thích mấy cây này ha, liên hệ với em chụp hình em gửi cho cô chú anh chị ơi. Ha, được rất mong sự ủng hộ của chú anh chị ha. Dạ em rất cảm ơn. Rồi cú clip em xin chúc cô chú anh chị dồi dào sức khỏe ha. Em được mong sự ủng hộ được cô chú anh chị gần xa ha. Số điện thoại của tụi em 0964752090. Đó con số Zalo của cô chú anh chị. Rồi xin chào.